Anh em nhé, em sẽ test từ cự ly từ đây ra con cây ngoài kia, chắc là khó nhỉ. Này, nhìn con máy này. Đây con cây này 53 mét, 54 mét nhé. Đấy, khoảng cách từ đây ra kia 54 mét. Em đã đặt sẵn một máy quay ngoài đấy rồi. À, sẽ bắn 5 viên xem độ trụm của đạn như nào nhé. Quảng cáo ở đây em hôm nay mới test cây củi này, mới ra xong này, test lần đầu tiên này. Đây, quay cho anh em xem. Bắn 5 phát là mới làm, độ chuẩn của nó chưa được chính xác và tay nó còn hơi run. Em sẽ đi ra cho anh em xem và sẽ quay lại giới thiệu về củi nha em. Khoảng cách 54 mét, là khoảng cách khá là ok để cho anh em chơi. Nhưng quên lại không vẽ một cái đấy vào đây. Đây hiện tại em đang nhìn thấy 4 viên ở đây, còn 1 viên ở đây. Viên đầu tiên thì ăn vào đây, 2 3 4 5 5 viên đấy, thì còn là do quay, quá trình quay còn do tay rung nữa, cho nên là anh em thông cảm nhé. Đấy,